Ok, chân lấy dân mưa được ngọt nế. Cảm ơn video môn môn dân mà riêng phí rập biệt của nông ca đầm láng server bật phép chế DC rồi có DNS server hay server mũi tiết đại mình chứ một file server nằm database server hay server mũi tiết đại mình chứ một PC firewall rồi có proxy server tuần đại bạc chân khăn nông file video này nhóm bằng hàng phí mà xin server mũi tiết đại đa tô dưới Gmail server tuần đại bạc này chúng mình sẽ mới đa tu trên mail server chẳng số thật ta mail server về miền pháp là như vậy hai về miền tuần lý thừa vậy toàn này bác ok ở lần này dưới sắc xàm pi mail server thả ta mail server cứ chia ở vậy hai mail server này về miền pháp là vậy khác ok chẳng một tí mối ní miền này thả mail server về miền tuần này tí nông ca bình chun mail sẹt rồi gặp nhau mail sẹt pi local tức không local, pi local, tức căn global, nâng pi global mà căn local vậy. Toàn này bạn, giờ mở được tổng ngọc này, mê thay mà sân mail server này, việc ác đất hình chung message, đạp nhà trên pi computer thì mũi, mà căn computer thì pi, rồi computer thì mũi mà căn Windows 7, rồi khuyên mà căn computer mũi nào các bạn, ai không bật bọn local, hay việc có ai phải trả message, phải email, tức căn global bạn này, chúng ta đặt global của phần này khang khang outside của phần này khang internet worldwide toàn này mà chúng local của phần này khang khnông chúng mình nói thà mail server bây giờ này vì mình tuần này tí cái nông ca đặt những chun message vì local được càng local vì local được càng global nâng vì global mà càng local vậy toàn này mà tp mail server nghe số trụ phần email mail trụ phần message nâng nông local nâng global nơi phê đã khăn bao nhiêu thưa cả send email rồi có receive email đi đồng bọn nào mùi rồi có bị sai nào mùi mình thật về ác tam đang xem một phép này này khách ăn đại nhà email này là kì ưu theo thà nơi phê đã không cho PC mùi nữa cho nhà email được nhà mới xây mà không đòi lịch tí chân mà sơ bộ dưỡng ai có bộ đồng thà PC mùi nhà ấy khá ở lịch tí rồi có nhà đang global có mà sơ bộ dưỡng ai đằng này toàn này bà tí bầy các bạn thôi ca chậm nãy bên viết lơ propon internet mình nói thà ca bị mười lần một môn rồi còn nhạc lá rồi còn nhạc ngọt như một chùm núi này pra pra internet chúng tôi pra pra ghế yahoo pra pra gmail mình chẳng lại nữa mình chẳng mình nói thà nơi bây giờ dùng pra pra internet dùng bao cho lưu computer PC số mua được computer PC số mua được Windows 7 dùng login tam dạo web browser rồi mới vào các cam thì Microsoft Outlook rồi Outlook Express làm bài cho cả send email chứng cứ vì send email cứ send được tranh pì ní từ căn cho căn proxy lan tới internet tam mà đó và tam được send thì dùng miền mail server ấy chấm phun là send trong local mình chẳng bắt chạy cho căn tới căn global thì chứng send vào thằng mail server đừng delivery tới trong local tam mà đó tam được căn tới căn global chứng mail server nó đừng chuyển tới căn global chắc này thay vì mình chạy trong này speed internet chạy nó bên send mail thì cảm thôi bà thì 4 mail server mình xuất bất rưu bao propon đầm nạc là bỏ email client mình nói thay khi mà ai này mình xuất thông ca send và tay mình ai receive mình ai send bạc block attach file và phép extension nào mua của bạn này toàn là bà cứ mail server mình xuất trời thì pram thì bỏ mối đi bà nếu bây là internet mạch bạn là internet đấy, dương có ai nhà message nếu không lục hoa bàn thoa mà đà, how client ai nhà message từ căn global bàn thoa mà đá, còn tay message để từ bàn nhà từ căn global lúc vừa là sao tụi nó lên mail server mà nó xong, nếu bây giờ internet vừa làm nào cao vĩnh mail server đừng thua cao bằng chuyên message lúc từ căn global tại mà đó, to là cái năng bạn nhưng mà được như thông mà ra person ở miền mail server tí chẳng rõ công tượng hẳn áp bê sơn mới được với chlong cả proxy đi chlong cả một đám mạng internet tôi này bà ta là bê dân miền mail server hay mail server dân đằng chú nói hai tôi này bà chẳng là bê internet bắt chẳng rồi viên local đi của anh send email được bình mà bán ai cứ nó bê sơn email mà can ở mail server nó gần thì can local rung nìa và ta bê sơn thì khai ăn bao nhiêu nìa send email từ can global chẳng rồi chlong cả mail server rồi nhìn tay của ta internet toàn bắt chẳng mình sẽ cho bạn xa này lưu mail server đó xong chúng chúng này ai cũng tự làm bởi những mặt đang tham mình sẽ nghĩ ra đây thì dù bà ta bởi xong cho miền mail server tí nơi tư đại internet bác hoặc lý trực xem tốt bởi con trình mình sẽ nghĩ ra tại mà đó chứ bởi chân mình sẽ nghĩ ra qua bởi con thì khó được càng khám phát ai thì ta hát đấy bạn có nhà mềm bằng chân dù là bà chẳng bởi xong thì có bà mà phải công cho tới con ai khó được hai ai thì mà phải đó dù là bà
chứ mà sân dương miền mail server hãy bị cắt bằng thoi ca sang ngầm vậy. Ok, chúng tôi mới tiếp là cắt bằng thoi phía sang ngầm nó bị internet đạch được nhưng mà bây giờ mình chẳng chứ nó bị internet đạch có những ai xem bán này mình chăm bài cho ai kia về bố thì vô lấy bá. Ok, chúng tôi mới tiếp nghe sử dụng chú chú nó thay ra sao bằng phần mail server nó bị được code chắc mình tham mail server nó bị được dương install nó bị dương configuration job dương ai cho cả bệnh áp dụng chúng nó bây giờ thôi cái bị error window error option nào mới như còn là copy file với mất cái slide như là bạn mình này thay vì nghi sử maintenance nghi sử configuration nghi sử dụng cả backup con này bạn. Ok rồi cam vị thi đã đa tu cho mail server vì mình proxy service vì mình diamond nâng Microsoft Exchange con này bạn. À proxy service cứ chia service mỗi đảm mình Windows Server 2.7 đối Windows Server 2.7 sao tạm đồng còn nó chẳng ai service proxy service cứ lệch pra hơi dù lại bà chẳng phải chẳng bọn dưỡng ní cứ pra cảm thi chung một âm đầy mấn rồi có Microsoft Exchange rồi có cảm thi mũi tiết đại mình chung một thà Lotus Note mà Domino bà chẳng tới Domino chẳng tới bà chúng à cam thi mới là mình chỉ Lotus Domino này bọc rồi IBM và đọc về Microsoft Exchange từ không hôn Microsoft và âm thanh mất chỉ có một xây mối tiền chắc là lên một hai thà tay cam chưa dưới được không bị phục lộ ní thị trấn cái tình chúng ta phải âm thanh mất Microsoft Exchange là Lotus Note còn ra ở vay đề là phải khác gì nhưng qua tròn những cái cứ âm thanh mất là Microsoft Exchange to nên lại là bạn ní cứ chụp được hết cam được thiết để đào tu cho mẹ server nhớ là bác hãy trong video này khi nhầm lực do cam một thi mỗi đại mình mua thà âm đại mình mà sạc xá hai cam thi âm đại mình đấy đa tu chỉ mà server tạm đòn toàn này mà chẳng mà sinh viên do âm đại mình mà prang được bật mà server bỏ dưới chứ âm đại mình vì bị prang chụp qua cầm hôn tập hệ thật tốt như thằng mình dùng smart enterprise mà server kia đều bị tập prang pro vi toàn dùng để chơi smart thì cái banking được organization đại mình worldwide đại cái này bất thế mua được bất thế mua chẳng khi ăn do âm đại mình thấy cái ăn do chỉ mang sợi chén rồi còn Lotus Note tại mà đòn vừa mà bất thế nhưng chưa tha âm đại mình đang trên vườn sân cao cao tiết vì nó đi vào lòng khuôn nghĩa khai được chuyện được phải này vượt đại toàn này lại năng bạc. Ok hai là nấy cứ cao việc vót này này cam dị âm đại mình mà vừa dần nam ná nên vừa dần man cho nam vừa dần man chắc mình thấy tha cao việc vót bao cam thì âm đại mình nấy vì vót lượn mình tên hai vừa có việc miền phẳng sân chỉ cho nam nam lời này là biểu in màu chỉ mối này toàn này bạc. Ok, chẳng trong pha video này cứ dừng chọc hỏi để tôi nâng cao bằng hai tìm mail server toàn này bạn chẳng muốn được dừng chọc đàm dội mà bà bà mỗi dân thật cần thả ta mail server nó viên phòng dội vậy là hay nó phê được dừng tôi sống phía cho mỗi kia cầu việc không thể đài chẳng cái số thả đôi mà đấy hai thả mail server chẳng biết thả mail mới với tại tôn bộ illiterate mail để tôn thông message server và bà này bấm ra chẳng là mail server người ta bấm ra rồi đọc rời ca rồi bọc là anh này đã chạy tôn email chắc ai chạy mà chạy tông email là anh chàng bạn ấy mail server ai cũng đọc rồi bạn ngon ai cũng đọc bạn ngon như là năng bạc chắc ai chạy tông mail. Ok chắc là tiếp tiên video có nhưng mà hai video được biểu ca communication install time đó.